Dạ em Phúc, nhà lưu trú Thủ Đức, tụi em nghĩa kết nối yêu thương xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dạ em chào chị. Dạ em giới thiệu với chị, em tên Phúc, còn người bạn đồng hành với em ngồi bên tay phải là em Nghĩa. Dạ chị ơi, hôm nay chị đến với chương trình kết nối yêu thương đó, là chị đi một mình hay là mình có người thân mình đi cùng không ạ? Không, chị đi một mình thôi. Dạ em cảm ơn chị. Dạ chị có thể giới thiệu giúp giùm em để em gửi đến quý vị khán giả thân thương đó, là năm nay là chị được mấy mươi, chị tên gì và từ đâu chị đến với chương trình kết nối yêu thương giúp em ạ? Em mời chị. Đầu tiên là xin chào hai em đã tổ chức ra cái chương trình kết nối yêu thương. Dạ cảm ơn. Chào tất cả mọi người đã đang và sẽ xem cái chương trình kết nối yêu thương này trên các cái nền tảng xã hội. Mình tên là Nguyễn Thị Hiên, sinh năm 1900, tháng 2 năm 1971. Tôi là ở dưới Rạch Giá, Kiên Giang. Dạ ba. Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hiện giờ tôi sinh sống ở trên Sài Gòn chung với hai cô con gái. Dạ. Nói là sinh sống chung thôi nhưng mà tụi nó có nhà riêng hết rồi. Dạ dạ. Chị là nếu mà tính năm sinh là năm nay là chị được 50 hai. Qua năm 2 trẻ hả chị? Dạ. Lúc nãy chị vào là em cứ ngỡ là chị chắc lớn em chắc chừng đôi ba tuổi thôi, tại em 42 thì em nghĩ lớn em đôi ba tuổi. Tại vì thường á là mình không có phải nhăn nhó với ai hết, là không có nhăn. Dạ. Với con, không nhăn với người nào hết, thành ra có lẽ là như vậy. Dạ nhờ. Cảm ơn chị. Chị có thể giúp em giới thiệu lại tên của mình để em gửi đến quý vị khán giả giùm em. Chị tên là Nguyễn Thị Hiên. Chị Hiên ha. Hiên, chị Hiên. Hiên tức là mái hiên. Dạ, là cảm hiên ơn chị. Dạ, chị Hiên. Hiên, Hiên, không có vũ quyền, quyền là thành hiền. Nhưng mà này không có vũ quyền. Hiên. Dạ chị Hiên. Dạ chị Hiên có thể giới thiệu giúp giùm em tình trạng hôn nhân gia đình mình. Chị có ông xã, có hai đứa con gái. Dạ. Ông xã chị mất cách đây là hơn 9 năm rồi. Dạ. Anh mất cũng lâu lâu rồi đó. Nhưng mà lúc đó thì con chị mà đứa lớn mới vào đại học thôi, đứa nhỏ thì mới chuẩn bị qua cấp 3. Dạ. Thành ra lúc nào cũng bận. Với lại chị nuôi mẹ ở trong nhà nữa. Dạ. Thành ra chị không có thời gian để nghĩ tới cái gì hết. Và cũng không có tâm trạng để nghĩ tới chuyện khác. Để lo cho con nó học hành rồi nó có nghề nghiệp. Tại vì không có cái gì tốt bằng con mình, nó có một cái nghề nghiệp trong tay nó hết á. Dạ. Phụ nữ cũng phải có nghề nghiệp. Để lỡ chồng mình có chuyện gì thì mình còn có thể là cái trụ cột trong gia đình. Dạ. Vậy là mình chia tay ông xã được 9 năm hả chị? Chia tay gì đâu, anh mất 9 năm. Mất 9 năm. Mất 9 năm là trong cái thời điểm là ông xã chị mất, là đến thời điểm này là chị được hai người con rồi. Lúc là... đó là hai đứa con là đứa con rồi. Lớn rồi. Thông gia hết chưa chị? Mới có một đứa lớn có thông gia thôi. Là dạ. Chỉ có một đứa cháu ngoại 4 tuổi. Dạ. Bé trai. Còn bé nhỏ thì nó cũng mới học xong đại học, bây giờ nó đang đi học, vừa đi học vừa đi làm. Dạ. Nó thi thêm. Thi thêm cao hơn, tại chị muốn con chị nó có cái bằng cấp cao hơn thì dạ. Công việc nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Dạ dạ. Chị Hiên có thể giới thiệu thêm giùm em đó. Cái công việc hiện tại của mình ạ. Lúc trước á là chị có một cái phòng mạch, phòng nha khoa. Nha khoa. Nhổ chám trồng răng giả. Dạ. Ở dưới quê, ở dưới Kiên Giang. Xong sau đó thì con chị nó mới lập gia đình. Dạ. Bé lớn lập gia đình xong rồi nó, lúc đó chị cũng chưa lên Sài Gòn đâu, tới lúc mà nó có bầu, nó sinh con là chị lên chị canh chừng bé, tới bây giờ là 5 năm là chị không, chị bỏ cái phòng mạch ở dưới quê luôn. Wow, tiếc quá hả? Không, có bà chị ruột làm, tại vì mình không thể chạy đi chạy về mà con mình thì chịch ngang mẹ ơi, còn mình, nó không có ba thì dĩ nhiên nó phải gọi mẹ thôi. Dạ. Thành ra mình không có đành, lúc nào mà con cứ ới một cái là mình có mặt thôi. Dạ. Thành ra biết là chị bỏ chứ chị lên Sài Gòn luôn. Trước chị là chị học là chuyên ngành gì vậy? Y à? Chị học nha khoa. Nha khoa hả chị ha? Là mình bác sĩ nha khoa hay là sao chị? Không, chị chỉ là kỹ thuật viên thôi. Kỹ thuật viên nha khoa hả chị ha? Là mình từ khi mà lên trên này là mình dừng công việc nha khoa của mình luôn. Đúng rồi, nhưng mà trên này chị cũng làm nhiều lắm. Ví dụ như chị mua mấy cái chung cư cũ rồi gọi thợ lại ta sơn sửa mình bán. Rồi tại vì ở không nhà đâu biết làm gì, mà ở không thì chị ghét lắm. Kinh doanh. Xong bắt đầu không, nhà đất thì không phải nhà, nhà căn hộ chung cư. Dạ. Xong rồi thì tiền nó không có nhiều, chứ nó nhà đất thì nó nhiều lắm. Kinh doanh căn hộ ra đâu chị, có nhiều căn hộ cũng giá trị cao lắm. Không, chị không dám mua cỡ đó đâu, chị chỉ mua những cái căn từ 2 tỷ trở xuống thôi. Dạ. Bán nó dễ. Dạ. Mà nếu không bán được mình cho thuê, nó cũng nhẹ hơn là mình đầu tư nhiều quá. Nói chung làm thì cũng có thu nhập rồi, cũng ổn định hả chị ha. Nhưng mà bây giờ thì nhà đất khó bán lắm, chị cho thuê hết rồi. Dạ. Chị mới đi làm tư vấn viên cho người bạn làm bên da liễu, tại vì mình cũng học ngành y. Dạ. Mình tư vấn cho những cái người phụ nữ sồng sồng tuổi, cỡ tuổi mình vậy đó, tiền mãn kinh, trước mãn kinh, thì mình có thể tư vấn da cho người ta được. Dạ. Cảm ơn chị Hiên hôm nay đến với chương trình kết nối yêu thương. Chị cũng giới thiệu về tình trạng hôn nhân gia đình của mình, về bản thân,
em mời chị giới thiệu thêm giúp giùm em. Khi mà chị giới thiệu đó là quý anh xem qua mới hiểu được cái tâm tư, cái nguyện vọng của mình đó. Em cũng mời chị giới thiệu giùm em như là chỉ cần tìm một người bạn đời, một ý chung nhân đó, cái độ tuổi khoảng từ bao nhiêu đến bao nhiêu là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai đó là cái tính cách như thế nào là của quý anh để hợp với chị, và tiếp theo là công việc làm của quý anh đó. Chị, em mời chị. Chị thì cái đòi hỏi của chị, cái mô hình của một người đàn ông của chị, cái paradigm của chị nó thực ra không có lớn. Cái người đó chỉ cần hiền. Dạ. Thứ nhất là hiền, thứ hai rất nguội tính. Dạ. Tại vì không thích những người đàn ông nóng tính. Dạ. Khi mà cãi nhau, người đàn ông có thể bỏ đi ra ngoài để cho cái sự việc nó êm xuống, rồi mình quay lại mình nói chuyện. Tại phụ nữ mà lúc nào mình cũng dãy đông đẩm lên thì người đàn ông nhường mình một chút, chứ không phải là hơn thua với nhau từng câu nói. Yeah. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chị muốn cái người đàn ông của chị á, tại vì chị thích thể thao. Yeah. Thể thao của chị là những môn thể thao không có đối kháng, tức là chạy bộ này kia thôi. Cái môn thể thao đối kháng đầu tiên của chị thích là đá banh. Chị thích đá banh. Chị thích coi đá banh, chị coi Champions League, chị coi Ngoại hạng Anh, chị coi Tây Ban Nha, Ý, Pháp, chị coi đó. Thậm chí chị nhớ tên cả những cầu thủ những thế hệ trước luôn. Chị coi đá banh thì chị chấp nhận cá độ đá banh là thí dụ như một chầu ăn, một chầu nhậu, chứ chị không thích cá độ đá banh bằng tiền bạc. Và chị cũng không thích những cái người mà làm cái việc nhà nước không cho phép, thí dụ như là bán số đề, số đuôi, đá gà, những cái thứ mà hơn thua nhau cờ bạc. Chị không thích những người đàn ông như thế. Dạ. Và cái thứ ba của chị là chị đến đây không phải để chị tìm một người để lấy làm chồng. Dạ. Đầu tiên chị chỉ muốn tìm một người bạn tâm giao thôi. Dạ. Chứ chị không có vội vàng tới cái độ mà mình phải đi gấp gáp như vậy. Tại vì làm sao mà chị có biết nhau vài ngày mà lại lấy nhau về được. Tại vì mình phải có thời gian để tìm hiểu xem như là hai người có phù hợp với nhau hay không. Dạ. Nếu không mình có thể là bạn. Chứ dạ. Đừng lôi nhau về cuối cùng bỏ nhau ra thì thành người thù. Dạ. Đó, chị không thích như vậy. Chị thích có thời gian để dạ. Tìm hiểu. Chứ không thể nào mà hôm nay là chị hứa là ngày mai em quen với anh rồi. Không có chuyện đó. Dạ. Chị không thích như vậy. Chị không thích mấy cái người mà đi nhanh, bảo khác bảo tàng chứ không thích. Dạ, em hiểu cái gì nè. Như chị thì mình có một cái nguyện vọng là mình tìm một người bạn đời của mình đó, là thích thể thao hay chị ha? Thích thể thao, lớn dạ. Tuổi hơn chị. Chị thích những người đàn ông lớn hơn chị từ 5 tới 10, 12 tuổi. Là ông xã chị lớn hơn chị tới 12 tuổi rồi. Vậy là chị chọn một người bạn từ 55 đi, từ 55 cho đến khoảng 65 đi hả chị ha? Ừ, cũng được. Tại vì chị năm nay là chị hơn 50 rồi, thì mình chọn từ 55 cho đến 65 đi. Ừ. Dạ. Mà một người đàn ông á, nó chỉnh chu chút xíu. Dạ. Đừng có xòe xòa quá. À, nghề nghiệp thì chị nghĩ là tuổi này chắc người ta cũng về hưu hết rồi. Dạ. Chị cũng vậy, bản thân chỉ làm để cho vui, cho đừng hết thời gian. Thành ra chị muốn cái người đàn ông cũng như vậy, cũng có nhà riêng như vậy. Chị có nhà riêng thì anh ta cũng phải có nhà riêng. Dạ. Hai đứa thì có thể quen, có thể đi ăn thứ bảy, học đi phượt với nhau nè. Dạ. Thì coi đá banh nè. Đó là những cái thú vui mà chị rất là thích. Dạ. Mà nhiều phụ nữ khác thì người ta không thích như vậy, nhưng mà chị thì thích như vậy. Nói chung là mỗi anh chị là có một cái đam mê khác nhau. Chị thích dạ. Thể thao, chị thích tập thể dục, chị thích đua xe. Chị trời. Thích đua xe luôn. Đua xe là thích hai thằng chạy xe đạp đua nhau á. Em tưởng đâu đua sushi bò chứ. Không có, chị chạy xe chậm lắm. Xong rồi đi có đá banh, rồi cá độ đá banh, chị có thể nấu nướng nè. Rồi chị là dòng ngành y mà, chị thích rất là thích chăm sóc cái người bạn của mình. Dạ. Hồi đó mình sẽ vừa còn sống là chị nhổ tóc nè, nhuộm tóc nè, đắp mặt nạ nè, cắt móng tay móng chân, mua quần áo, rồi phối đồ cho ảnh mặc. Dạ. Đi với chị phải là một người đàn ông chỉnh chu. Tại vì người ta nói sau lưng một người đàn ông thành công là một người phụ nữ. Dạ. Mà sau lưng một người đàn ông mà cái bộ dạng của người đàn ông thì sẽ cho người ta biết là người phụ nữ của họ đối với họ như thế nào. Dạ. Người đàn ông ra ngoài đường chỉnh chu tức là người phụ nữ có dòm ngó với anh ta. Còn nếu ra ngoài đường quần do áo giận thì dĩ nhiên là cái người phụ nữ đó nó cũng không quan tâm gì lắm. Dạ. Chị muốn cái đó là phải có chiều sâu, tình cảm có chiều sâu, chứ không thể là hồi hộp bữa nay quen ôi vậy là hạp rồi lấy nhau về. Chị không đồng ý như vậy. Dạ. Không thích vậy. Mình cần có thời gian tìm hiểu hả chị? Đúng, nếu mà ai đồng ý có thời gian tìm hiểu thì hả tìm hiểu. Và cái nữa là chị không thích những người đàn ông ăn thịt chó thịt mèo. Dạ. Tại vì mấy con đó chị nuôi chị thương lắm. Thú cưng chị dạ. Thương lắm. Chị nghĩ là những cái người mà người ta hiền tính đó thì người ta sẽ có cái lòng trắc ẩn nhiều. Người ta chắc chó mèo người ta không ăn thì chắc người ta không có ăn thịt đâu ha. Chắc là nó cũng dễ hơn chút xíu. Cái đó thì khi mà chị gặp đối phương chị tìm hiểu thì sẽ rõ hơn em. Không, quan niệm của chị là vậy. Dạ. Chó mèo người ta không ăn thì dĩ nhiên người ta không hại được chó mèo, thì dĩ nhiên không hại con người. Dạ. Mình hy vọng nó là như vậy. Dạ. Đi hy vọng đó là niềm đam mê hả chị ha. Ước mơ hy vọng. Dạ. Em cũng hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay những cái nguyện vọng chia sẻ của chị Huyên
sớm được trở thành hiện thực. Chúc cho chị là một ngày sớm nhất mình tìm được một ý người bạn đó. Một người bạn trai thôi, một người bạn trai, một người bạn giống như là chị âm là chị kỹ à, trước đi. Mình phải có một người bạn, mình là bạn trước đi rồi mình mới tiến xa được, chứ không thể nào một cái đụng mình là một cái người thương của người ta được. Sao mà mới thương, mới gặp mà thương? Mình phải có thời gian vun đắp cái tình cảm đó, thì một ngày nào đó mình mới nói là mình thương người này, người này nó thương mình, thì nó có lý hơn. Chứ không thể nào mới gặp có 3-4 bữa mà mình nói mình thương người ta, nó thương mình cũng chẳng tin chuyện đó. Như chị Hiên thì trong cái thời gian mình tìm hiểu, như là em chia sẻ đoạn video ngày hôm nay, thì chắc chắn một cô gái mà trẻ trung như chị, năng động thì không ít thì nhiều, cũng có quý anh, chắc chắn làm sao mà không có để gọi lên tìm hiểu được. Thì trong cái thời gian tìm hiểu thì ví dụ là có một cái anh nào đó và chị cảm thấy hòa hợp đó, thì chị Hiên có một cái ý định là mình tìm để hiểu đến cái thời điểm nào, thời gian khoảng bao lâu đó là để anh chị gần nhau hơn không? Chị có thể tìm hiểu một người trong vòng 6 tháng là chị biết họ có hợp với mình hay không. Mà nếu được hay không được chị cũng sẽ trả lời dứt khoát để chị người ta đừng có tốn thời gian với mình nữa. Ở đó giờ thì cũng có nhiều người tham, nhưng mà thường là chị chỉ nhìn có 2 lần thôi là chị biết không hợp rồi. Tại vì cái bóng của chồng chị lớn quá. Bây giờ thì con cái nó lớn hết rồi, nó có công ăn việc làm, chị mua nhà riêng cho tụi nó ở hết rồi. Thành ra bây giờ chị ở một mình nhiều hơn. Thành ra chị buồn hả chị ha? Thật ra thì chị không có buồn đâu, nhưng mà chị muốn tìm một chút xíu niềm vui khác, chứ chị không buồn tại chị quen rồi. Chị Hiên ơi, cho em hỏi thêm, như là trong cái thời gian mà 6 tháng đó, qua 6 tháng thì chị tìm hiểu, biết đâu mình có một cái duyên, mình hợp được với một quý anh nào đó, thì chị có một cái dự định trước cho mình là khi mà anh chị hợp nhau đó, là anh ở bên nhà chị hay là chị ở bên nhà anh gì, chị nêu rõ giúp em. Chị đã yêu cầu là anh ta phải có nhà riêng và không lệ thuộc vào con cái. Tại vì chị là chị đi đến đây, chị không cần xin phép con chị không cần báo cho đứa nào hết. Khi nào chị quyết định xong, cái người chị phải xin phép là mẹ của chị. Thì cái người đàn ông đó cũng vậy, người ta không có cần phải hỏi con ơi tao đang đi gặp người này người kia không. Khi nào hai người tìm hiểu nhau xong thì có thể chị sẽ dọn qua nhà anh ấy chị hỏi. Thì được. Nhưng mà cái người chị xin phép, người mà chị phải hỏi ý kiến bà mẹ chị, nếu mẹ chị mất chị sẽ hỏi chị của chị, chứ còn con cái không có quyền can thiệp. Và chị cũng không muốn người đàn ông đó bị con cái tác động vào. Mình phải biết mình thích cái gì, không dính bận gia đình hả chị? Đúng. Ha, có nhiều người người ta không dính bận gia đình, người ta độc thân, nhưng mà con cái người ta can thiệp rất nhiều vào cuộc sống của người đó. Chị Hiên cho em hỏi thêm, như là cái mẫu người đàn ông chị, là chị có nêu rõ trong phần video là chị thích một người mẫu người đàn ông là hiền, thể thao, hiền lành, chơi thể thao, có cuộc sống lành mạnh á. Tại khá là có cuộc sống lành mạnh, thể thao, biết du lịch, biết quan tâm vợ con. Quan tâm với chị là được rồi. Ở trên những cái đoạn video gần đây em chia sẻ đó chị Hiên, chị có thể mô tả một anh nào trên kênh của em mà những cái mẫu hình mẫu người như thế nào đó, có anh nào trên kênh em mà chị cảm thấy là thích hợp với mình không ạ? Nói thích hợp thì chị không biết, nhưng mà chị biết là có những cái điểm chung đó, chị có thể mô tả là khá nhiều điểm chung. Ví dụ như là cái anh tên là Cường đó, anh ấy quyết định được cái cuộc sống của anh ấy. Anh ấy có nhà riêng, anh ấy thích thể thao, anh ấy thích đá banh, anh ấy thích hát. Chị cũng thích hát, nhưng mà từ lúc chồng chị mất chị không hát nữa. Chị cũng thích coi đá banh, mà từ lúc chồng chị mất chị không coi nữa. Chứ hồi xưa chị coi ban đêm, mà coi ở ngoài hàng ánh đá khuya lắm chứ. Rồi coi Euro nè, coi World Cup nè, coi America, nói chung là đá banh bông thích. Thì chị thấy anh đó có nhiều điểm chung. Rồi cái quan trọng nhất của một người đàn ông là có thể làm cho chị cười. Dĩ nhiên là không phải là nói chuyện hài, không phải là diễn viên hài gì hết, nhưng mà người ta hiền á, người ta thật thà đó. Đôi khi người ta nói những câu rất là ngu nghe, mình nghe mình mắc cười. Chị chỉ cần một người đàn ông đủ khả năng làm cho chị cười là được. Có phải anh Cường là câu lạc bộ bóng đá Bình Dương không ta? Chị biết là anh đi coi làm cái gì về đá bóng á, rồi anh có chiếc xe đạp. Rồi anh, cái anh đó hôm đó em có lên trên nhà em quay cái nhà anh đúng không? Đúng rồi. Anh Cường là phó chủ tịch câu lạc bộ bóng đá. Anh Thừa, anh Cường, chú Cường với lộn, mình quên gọi chú Cường. Lấy chai nước cho chị, lấy chai nước. Hồi nãy chị đem vô đây mà. Chú Cường ở Bình Dương. Thì đây có nhiều điểm chung. Em cũng xin thưa chị vậy, thì qua video ngày hôm nay, tại vì chú Cường thì cũng có xem video trên kênh bên em, và chú Cường cũng có chia sẻ trên kênh em là về 2 đoạn video phóng sự để là tìm một nửa yêu thương của mình. Sau khi em đăng tải đoạn video mà chú Cường xem qua, thì lúc đó mà chú Cường, em đặt một câu giả thiết nha, nếu mà chú Cường cảm thấy mà mến chị đó, thì chị có đồng ý cho em và Nghĩa xin ý kiến chị để là cung cấp cái thông tin của chị hay là số điện thoại của chị đó,
để gửi đến cho chú Cường, để là trong thời gian là chú Cường và chị tìm hiểu nhau mà. Được. Được các chị ha. Ừ. Tại vì và những cái người nào mà em cảm thấy là cũng có nhiều điểm chung với chị như vậy á. Mà nếu mà giả dụ họ là làm bên ngành y và đã về hưu càng tốt. Dạ. Tại vì mình sẽ có rất là nhiều chuyện để nói với những người cùng ngành nghề với mình. Dạ. Có những điểm chung thì mới nói chuyện được, chứ điểm mà trái ngược nhau quá khó nói chuyện. Là chị thích là bạn của mình là ngành y hoặc là chơi thể thao hay chơi gì thể thao. Và năng biết hát. Biết hát. Hát thì chị nghe, tại chị cũng thích hát, nhưng mà tại lúc ông xã chị mất tới giờ chị không hát nữa. Hát dạ. Toàn là bài buồn, không có cái gì đâu mà hát. À, em cũng thưa chị gì, chị an tâm là khi mà ví dụ là có quý anh nào gọi đến mà để tìm hiểu chị đó thì em sẽ gọi lại chị, em hỏi ý kiến chị, cái anh đó tính cách gì đó, chị có đồng ý để em gỡ số điện thoại hay không, thì lúc đó chị đồng ý em mới gỡ, nên chị an tâm, cũng không ai làm phiền cả. Chứ không phải là ai gọi chị là xin số điện thoại mà chưa được sự đồng ý của chị là ở đây tụi em không giờ cung cấp. No. Đó, tụi em sẽ gọi là không phải riêng chị mà tất cả cô chú anh chị nào đến đây cũng vậy, là tụi em sẽ gọi lại, tại vì đôi khi mình sợ là gọi không biết là chị có chấp nhận hay không, rồi không biết là những người đó có phù hợp với chị hay không. Nên nó vậy là em chỉ mô tả anh đó tính cách vậy đó, rồi chị có đồng ý để là cho anh phép mà em cho số điện thoại chị để cho quý anh gọi là tìm hiểu hay không, thì lúc đó chị nói ok thì em sẽ gửi số điện thoại, còn không ok thì em sẽ trả lời chị trong thời điểm này là chị chưa có cung cấp thông tin đó hả chị ha. Nên là chị an tâm về phần đó. Chị có chia sẻ gì thêm không? Em mời chị để ra như là hôm nay chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương, em thấy chị rất là năng động, tự tin. Chị có cái lời nào mà để mà nhắn gỡ đến quý cô chú anh chị, cũng như là mình lớn tuổi mình có một cái nguyện vọng mà đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương mà cảm thấy ngại không được tự tin như chị đó, chị có lời gì nhắn gỡ để quý cô chú anh chị tự tin hơn, năng động được cho chị để đến với chương trình mình tìm lại một nửa yêu thương của mình không ạ? Em mời chị. Chị nghĩ là mọi người nên thử, nếu mà mình đang ở một mình, đang trong tình trạng độc thân, mình có quyền thử. Dạ. Mình thử để biết đâu được. Dạ. Mình phải nói hơi duy tâm một tí, là tới 7 tỷ mấy người, biết đâu mình lại tìm được một người giờ dành cho riêng mình. Dạ. Thành ra mình cứ thử đi, thử cái gì mà nó giống như là thử thuốc độc hay là thử ma túy hay là thử những chuyện tào lao thì mình không thử. Nhưng mà thử đi, tìm hạnh phúc của mình thì mình phải thử. Tại vì nếu mình không cho mình cơ hội thì hạnh phúc ở đâu mà nó chạy tới, nó đâu có sẵn đâu. Mình đi tìm, mình đi kiếm, mình phải làm đủ mọi cách, có khi còn không được. Thì tại sao mình không cho mình cơ hội? Cái này là một cái cơ hội, chị đi từ dưới Rạch Giá lên đây. Qua wow, xa quá trời. Rất là xa, mà từ đó lên tới Sài Gòn, từ Sài Gòn ngủ ăn đêm rồi lên tới đây nữa là không phải là một cái thời đúng cái lịch gian ngắn. Mà đây là lần đầu tiên chị mở lòng ra để thử cho mình một cơ hội. Chứ hồi đó giờ chị không cần mở lòng cũng có người đi theo. Nhưng mà những cái người đó thì thực ra mà nói thì người đó đi theo là quyền của người ta, còn thích hay không là quyền của mình. Tại vì mình đâu có đây để cái ba rem để trên ngực mình là tôi cần như vậy như vậy, nhưng mà ở đây chị nói được như vậy. Thì để cho những cái người mà người ta thấy mình có những cái điểm chung với người ta có quyền thử. Nói chung em cũng xưa chị Huyền là gì, đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương, anh em của em ở đây là chỉ là nhịp cầu nối thôi, cũng như là để mình tạo cái chương trình. Sau khi anh chị chia sẻ, em đăng thông tin video, biết đâu quý anh nào đó để tìm hiểu, còn để mà mang cho nhau hạnh phúc và cảm thấy có hai người có hợp nhau hay không đó là do hai người. Đúng rồi, chứ không phải mà tụi em đến với tụi em nói ồ đến đây là sẽ được hạnh phúc, cái điều đó em không dám nói. Thì có thấy cái chị đó đi tìm tới 6 lần lận mà và vẫn chưa tìm ra. Thì nếu mà mình cũng không dám hy vọng là một lần là ăn may liền, nhưng mà cũng biết đâu được cái người đó đang chờ mình ở ở một cái khúc quanh nào đó, thì lỡ dạo mình bước tới khúc đó mình gặp thì sao. Thành ra con chị nó chắc chắn nó sẽ không nói những câu như vậy. Nó cũng khuyến khích chị có bạn trai đi. Hạnh phúc mà đó. Cái mình mới nói rồi giờ tao để cái bản tao tôi cần bạn trai hay gì, đi ra ngoài đường thì bịt khẩu trang làm cái gì cũng chặt bây giờ khẩu trang, ai biết tao là có chồng hay không mà ở đó mà thì đó là đây là lần đầu tiên chị mới là như thế này. Không, so về cái độ tuổi của chị á, chị Hiên thật sự là trẻ hơn rất nhiều, nhìn ở ngoài trẻ rất nhiều. Tại vì nó cũng nhờ cái yếu tố nghề nghiệp. Dạ. Mình học ngành y mình biết chăm sóc mình như thế nào, chăm sóc người thân mình như thế nào. Thật ra cái người đàn ông mà sống với chị á, nếu mà số họ đoản thì họ mất, chứ còn họ sống với chị thì chị cưng lắm. Tại vì giống như là cha mẹ đẻ người ta ra cho mình cưng vậy đó. Mình chăm chút nhiều lắm. Chị ơi, hôm nay qua video ngày hôm nay là chị lên đây để chia sẻ một nỗi yêu thương của mình. Chị có lời gì nhắn gửi đến làm như là quý anh qua chương trình ngày hôm nay để mà tìm lại một nửa yêu thương của mình đó, để liên lạc để có thời gian anh chị tìm hiểu nhau, chị nhắn gửi giúp em. Chị liên lạc, chị muốn nói như thế này, nói với mấy anh, tại vì chị không bao giờ chọn những người bằng tuổi hay là bằng tuổi chị thì gọi là anh đi. Mấy anh thì
nếu mà mấy anh thấy là cái điều kiện của mình nó phù hợp với em á thì mấy anh cứ liên lạc. Nhưng mà nếu mà nóng tính quá thì thôi không cần phải liên lạc. Mà nếu mà nói nhiều quá thì thôi cũng không cần phải liên lạc. Nghĩa là cái người đàn ông mà phải biết chăm chút cho em là hồi đó giờ em được gia đình em thương rất là nhiều, cha mẹ thương, chồng thương, con thương, nhìn là biết là người được cưng từ hồi đó tới giờ. Thành ra nếu một cái anh nào mà nhắm khả năng mà nhìn em mà nhắm mà cưng được thì hãy gọi điện, còn nếu không thì thôi. Dạ. Chứ còn em thì em không quen cái chuyện mà người ta nói chuyện thô bạo, thô lỗ, cũng không quen những người đàn ông mà là sọc sệt này nọ các thứ. Em chỉ muốn một người đàn ông chỉnh chu, người ta chỉnh chu cho họ tức là họ biết trân trọng bản thân họ. Thì họ trân trọng bản thân họ, họ mới trân trọng được người đối diện. Chứ nếu mà bản thân họ còn không thèm dòm thì làm sao họ dòm cho người đối diện được. Cái đó là một cái nhu cầu rất là bình thường, cũng cao gì lắm. Cảm ơn chị. Dạ, có lẽ là video đến đây, một lần nữa em cũng xin kính chúc chị Hiên một ngày sớm nhất để mình tìm được nửa yêu thương của mình. Và quan trọng hơn nữa là kính chúc chị luôn luôn hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Và xin kính chúc quý khán giả xem video trong ngoài nước là chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và trong quá trình chia sẻ video có những gì sơ sức cũng mong quý cô chú anh chị để là phần comment góp ý anh em sẽ cố gắng đọc những cái phần comment cô chú ra những video chất lượng hơn, không phụ lòng cô chú anh chị trong suốt cái thời gian vừa qua luôn đồng hành và ủng hộ video anh em. Dạ, cô chú anh chị đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hoàn toàn miễn phí, đến địa chỉ Quốc lộ 1A, chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi số điện thoại trên màn hình. Em xin chào, hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo ạ. Xin chào. Xin chào.